Hello anh em, thì bên này cũng là cuối tháng rồi anh em Thì mình có bên chạy mình có cập nhật một số dòng cá với màu ha Thì đặc biệt là ngày hôm nay mình có tặng kèm theo mỗi combo một cặp nha anh em Và bữa nay mình lên hơn 10 dòng cá với màu ha Hàng tầm trung hay là hàng làm giống thì bên mình đều tặng kèm cho anh em hết nha Và chất lượng như nhau đó Thì cái dòng đầu tiên là dòng Dumbo Big uh, Super Short nha anh em Hàng này tay bay cực kỳ to luôn và cái body cực kỳ ngắn ha Anh em có thể nhìn thấy được ha Đó thì cái này mình đi cho anh em là 120k một cặp còn anh em bắt combo 4 cặp á thì cái giá nó sẽ giảm lại còn 400k và mình tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha đó còn anh em nào mà bắt đơn từ 500k trở lên á thì bên mình sẽ miễn phí ship nha anh em đó, khá là chất lượng cho đợt này ha ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên ngày phí ship thì sẽ là 40k trên một đơn còn mà đơn từ 500k trở lên á thì bên mình sẽ hỗ trợ miễn phí ship nha anh em đó rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ Harmon BDS đuôi tia nha anh em Thì hàng này là hàng à, vây to, đuôi to và đuôi tia ha Ở đây thì mình sẽ show lên cả trống và cả máy cho anh em xem Đặc hẩm thì mình đi là 150k Nhưng mà hôm nay mình đi cho anh em là 100k một gặp Còn anh em bắt combo 5 cặp giá sẽ còn 400k Và mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em một cặp nữa nha Chất lượng như video nha anh em Cá thì nó còn tơi Ở đây thì mình bán cá tơi chưa đẻ lứa nào hết nha anh em Anh em về có thể nha, ép sinh sản nào được ha rồi, tiếp tục mới là dòng cá Blue Sa Băng BDS Big Tail nha anh em. Hàng này vẫn là hàng vây to và đuôi to ha. Thì đây là cái bản đuôi Delta anh đuôi cực kỳ to luôn. Đó. Cái đây thì mình đang mình đang quay trên một cái hồ kính mà mình đang nuôi luôn nha anh em. Mình không có bớt ra trên một cái keo xô ha. Ở đây thì mình xô tổng thể những cái dòng những cái bầy cá ở bên mình luôn. Lên rất là đều như anh em thấy thì cá lên rất là đều ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp. Còn anh em combo 5 cặp ấy, thì sẽ là 200k và tặng thêm cho anh em được một cặp nữa nha. Đó. Rồi, tiếp tục nó là dòng mà Yellow Lay Sock Body nha anh em. Thằng này là hàng xây thu ha. Xây thu thì anh em sẽ anh em có thể nhìn thấu, nhìn xuyên thấu qua nội tạng bên trong con cá nha. Ở đây thì mình quay ngang thì anh em có thể nhìn đây chỗ cái bụng á là anh em có thể thấy được những cái nội tạng bên trong bụng cá nha. Thì có đó kêu là xây thu nha anh em. Thì cái này mình đi cho anh em giá cực kỳ mềm luôn là 50k một cặp. Còn anh em mất combo 5 cặp á, thì sẽ là 200k tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha. Thì cái phiếu mãi này mình sẽ áp dụng đến hết ngày 1 tây nha anh em, 1 tây tháng 11 ha. Bữa nay thì 30 30 tháng 10 rồi, mình sẽ áp dụng trong vòng 3 ngày đó. Áp dụng trong vòng 3 ngày mình sẽ tặng cái nha, anh em lưu ý giúp mình ha. Rồi, tiếp tục nó là dòng gồng xanh Indo nha anh em. dòng xanh Indo thì bữa nay mình sẽ xô ngang cho anh em xem thấy được là cái quay văn trên thăng và cái bản đuôi góc góc đuôi rộng như thế nào ha thì cái này mình đi cái giá khá là ok cho anh em mình nuôi uh, uh, sinh sản nha cái này thì 50k một cặp còn anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 200k anh em vẫn được tặng thêm được một cặp nữa ha đó. ở cuối video anh em thì mình có dọn hồ một cái dòng full gon thì anh em thì anh em nào mà thích những cái dòng full gon như bông full nắp sành á thì anh em có thể xem hết clip của mình ha và anh em sẽ thấy được cái dòng cá đó thì mình đi cái giá cực kỳ là ưu đãi cho anh em mình săn luôn ha thường thì mỗi cái clip mà mình up lên á, thì có một tới hai dòng cá mà mình thanh lý kiểu như là hàng giá rẻ cho anh em mình săn nên là anh em nào mà muốn săn những cái dòng cá nở bên mình á Để anh em đăng ký kênh của mình ha rồi bấm like kênh của mình rồi anh em theo dõi sẽ à, cũng như là mình có đăng up video lên á để anh em có thể hay và anh em lên xem và săn những cái dòng cá ở bên mình ha rồi tiếp tục là dòng con ghét a nha anh em con ghét a full hai tay nha hiện tại mình đang có số lượng nhiều nên là mình đi cho anh em là 80 k một cặp còn anh em mất combo 5 cặp á, thì sẽ là 350k và tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa nha là anh em được 6 cặp 6 cặp mà 350k là tính ra là một cặp chưa được 60k nữa anh em cực kỳ là ghé luôn đó mà nó full hai tay bộ này làm giống khá là ok nha anh em rồi tiếp tục là dòng full gon ghi bông tay bí bớm full nắp sành nha anh em hàng này là hàng full 7 đầu nha cái này thì mình sẽ tiễn hàng tiễn full 7 cái 7 ở trên đầu luôn thường thì những cái bộ mà full gon anh em để ý nha, À, có những bộ nó không có lên được cái vảy ở trên đầu nha anh em nhưng mà ở đây mình nuôi kiểu như là mình nuôi nó kỹ á, thì nó sẽ lên được cái vảy đầu ha và cái bộ gen của mình được cải thiện á thì nó sẽ lên được cái vảy dày và chấp thăng như đang mình quay cho anh em xem cái này thì mình đi là 150k một cặp hàng chất lượng như thế này nha anh em còn anh em bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 400k và mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha À, cũng như là anh em mà được 400k mà anh em được 4 cặp á thì tính ra có anh 000 cặp anh em, khá là chất lượng cho cái xe cá này luôn đó. Rồi, tiếp tục cái này dòng mà uh, Blue Autobus BDS tiếp theo nha anh em. Thì cái hàng này dành cho anh em nào mà thích chơi những cái màu xanh mà nó mộng mơ như thế này ha. Thì anh em có thể nuôi trên hồ kính nha, tại vì ở đây mình đang quay trên một cái hồ kính, đang trên quay một cái hàng uh, cái 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 hậu kính mà mình đang nuôi anh em nên là nó bung ra những góc đuôi rất là rộng luôn và cái vây nó rất là to ha và một cái màu xanh nuôi khi mà anh em nuôi nền đen á nó sẽ đẩy nó sẽ đẩy được cái tông màu lên rất là đẹp ha đó cái này thì mình đi cho anh em là 120 k một cặp còn anh em bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 300 k và tặng thêm cho anh em được một cặp nữa nha đó ở đây thì mình sẽ gửi đơn ship đơn toàn quốc nha anh em ship hàng toàn quốc ha và anh em được quyền kiểm tra cá của mình trước khi thanh toán cho shipper ở đây thì mình sẽ có ship code mình hỗ trợ ship code cho anh em ở tỉnh nha nên là anh em cứ việc yên tâm khi mà lên đơn ở bên mình nha rồi tiếp tục nó là dòng uh, get blue air thì get blue air này thì anh em uh, nào mà chơi lâu thì sẽ biết nha, thì được hỏng giờ mình cũng bị cục hàng cái dòng cá này anh em thì được này mình có lên được vài chục cặp á thì cái này mình đi cho anh em với cái giá cũ là 50k một cặp thì anh em bắt combo 5 cặp thì sẽ là 200k và mình tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha. Những cái dòng cá mà tai bê xanh như thế này á để anh em có thể nuôi trên một cái nền đen ha thì nó sẽ đẩy được cái tông màu con cá của mình lên đẹp nha anh em. Hoặc là anh em nuôi những cái khay đen hay là thùng xốp rồi đó. Thì nó sẽ đẩy được cái tông màu hai tai bê lên cao hơn và nó sẽ đẹp toàn diện con cá của mình hơn ha. Rồi, tiếp tục nó là dòng uh, dumbbell bit A platinum. Thì cái hàng này là hàng tai bê to nha anh em thì đây là mình quay top view top view thì mình sẽ quay từ trên xuống cho anh em xem được hai cái tay bơi của nó như thế nào ha và xanh rất là xanh đậm nha anh em và cái lưng nó rất là trắng ha cái lưng cái bảy kim tiếng ở trên lưng rất là trắng luôn đó dành cho anh em nào mà làm giống được nha anh em cái, đối với cái bộ Dumbo Big Air ở bên mình á, thì mình sẽ bảo hành cho anh em làm giống luôn là 80k một cặp ha còn anh em bắt combo 5 cặp á, thì cái giá nó sẽ rẻ lại là còn 350k và mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em một cặp nữa nha đó cái bộ Dumbo này thì mình sẽ đảm bảo và bảo hành luôn cái đời con nha anh em tại vì nó gắt là thần và nó rất là nó lên bộ con lên rất là đều luôn đó thì cái nào nếu nó sẽ lên đều thì mình sẽ báo cho anh em là lên đều cho anh em mình yên tâm làm giống ha rồi tiếp tục là dòng bờ lưu xăng bờ lưu xăng này thì nó khá là rẻ anh em 6 cặp mà 150k thì nó có 25 ngàn một cặp à thì mình sẽ nếu mà anh em bắt combo 6 cặp á thì mình sẽ tặng thêm cho mình được một cặp nữa là anh em được bảy cặp cho một cái combo này ha đó anh em lưu ý ha để ở bên mình thì mình sẽ ship đơn từ 200 k trở lên nha anh em và phí ship thì sẽ là 40 k trên một đơn còn mà anh em nào mà bắt đơn từ 500 k trở lên á thì bên mình sẽ miễn phí ship đó rồi quay lại cái quay lại với cái dòng bờ lưu tật xăng này thì anh em nào mà tập chơi á thì anh em có thể bắt những cái dòng cá này ha tại vì nó rất là dễ nuôi luôn nè những cái dòng cá mà mắt đen á mắt đen mà thịt đen á thì nó rất là dễ nuôi ha rồi, đây là một cái dòng cá dọn hồn ở bên mình ha, là full gold ghi bông full nắp sành nha anh em. Thì cái cái tai bay của nó thì nó dạng là tầm trung á anh em. Với lại cái xe nó cũng còn tơi á, đó là thì mỗi uh, clip uh, bên mình cập nhật á thì mình sẽ dọn một hai uh, dòng cá đó cho anh em mình săn ha. Thì đây là cái dòng cá mà 11 cặp như trong clip nha anh em. 11 cặp như trong clip thì sẽ là 500k ha. Mình sẽ tặng thêm cho anh em là năm con máy gen nữa. Tổng cộng là anh em được uh, hơn 10 cặp nha anh em, 11 cặp với thêm 5 máy ha, mà có 500k ha, mà bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em nữa. Đó. Ở đây trong cái giọt này tất cả là 11 cặp nha anh em. Mì cá mình quay sau thì mình sẽ gửi cho anh em vậy ha. Đó. Rồi, đây là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay là beta thủy sinh nha anh em. Beta thủy sinh này thì mình sẽ đi theo combo là 30 con. 30 con thì sẽ là 150k ha. Đó. Thì tính ra thì có là 5k một con anh em, mà anh em nó có đủ màu luôn. Đó. Rồi ok, thì anh em nào muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình ha thì anh em liên hệ qua Zalo cho mình ha Hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình cũng được Rồi cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha